Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 21. Hôm nay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, số lượng Phật tử rất là đông quý vị à. Hôm qua một ngày xong rồi, hôm nay một ngày nữa. Tối nay chúng ta lại thêm 500 danh hiệu nữa là xong. Rồi ngày mai 20 thì quý Phật tử nhiều đoàn người ta cũng qua bên hộ pháp. Rồi 8 giờ những đức chia sẻ Phật pháp, rồi phóng sanh cúng tế thực, khoảng 10 giờ mấy là xong chương trình. Chuyến đi quý Phật tử nhân đức cũng cố gắng sắp xếp nhiệt tình hết mình để chuyến đi quý vị được xứng đáng. Nhân đức thấy rất là đặc biệt là mình ở một nơi nha quý vị, cái này hay thiệt. Bởi vì cái câu mà tính ra cũng mười mấy năm trước vậy, nhân đức cũng nói rồi đó, mình ở một nơi mình lo mình niệm Phật mình tu, giống như mình cầm một cái cờ mình đưa lên, càng đưa lên cao nào thì khắp nơi ta thấy, khi ta thấy thì ta tìm đến. Rõ ràng quý vị ơi, tuy là thấy chậm nhưng mà nó nhanh quý vị. Nhiều người ta muốn nhanh mà nó lại chậm, nhưng mà việc làm này thấy chậm mà lại nhanh, đúng là an cư lập nghiệp. Bây giờ quý vị coi khắp nơi nơi trong nước ngoài nước ta về thiết đông, quý vị coi cái lễ viếng Quan Âm Bồ Tát rất đông người, rất đông. Mà lễ viếng Quan Âm cũng nhiều nơi người ta cũng lại Quan Âm, mà số lượng thì ít, mà nhiều nơi người ta cũng tổ chức lại Quan Âm. Nhưng mà riêng chùa mình tổ chức là một mô hình rất đông. Mà năm ngoái chúng ta lại 3.000 lại, cực kỳ đông. Cái lễ viếng Di Đà cực kỳ đông. Ở một nơi nó làm cho những đức gầy dựng cái tâm mình, tính tâm niệm Phật cực kỳ mạnh. Chỉ có duyên của Phật Bồ Tát mới hội tụ con người như vậy. Nhờ niệm Phật A Di Đà, quý vị coi Bồ Tát Quán Thế Âm ngày để hình tượng Phật A Di Đà trên đỉnh đầu. Nhiều người biết Bồ Tát Quán Thế Âm, biết Bồ Tát Quán Thế Âm qua hình tượng nhân gian vô cùng cung kính lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi công việc gì, mỗi nghề nghiệp gì, người ta đều thích thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng vị coi Bồ Tát Quán Thế Âm để Phật A Di Đà trên đỉnh đầu. Đây là đỉnh pháp, đỉnh cao của pháp, độ tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Nên ai trì chú đại bi, ai niệm Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn quý vị sẽ tu tịnh độ, sẽ tu tịnh độ. Nên người về đây dự lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi buổi giảng pháp của những đức đều đem Bổ Nguyện Di Đà giới thiệu, chia sẻ Phật pháp. Có những cái cầu nguyện chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, nhưng đều giới thiệu cho họ pháp môn tịnh độ, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, về thế giới cực lạc mới thật sự lìa khổ được vui. Ta về rất là đông. Vì coi một cái chương trình lễ viếng Quan Âm Bồ Tát của mình tổ chức, người ta về rất đông, mà bước ra một cái bên đường quý vị, người ta bán đồ rất đông. Nhìn nữa thôi. Bây giờ nhà chùa mình giờ nấu ăn, nước nôi này kia cũng cực lực nhiệt tình. Thôi kệ, một số bà con chờ sớm,
người ta buôn bán này kia được, Phật tử cũng có mua ăn thêm một chút, càng uống cà phê mua ly cà phê uống cũng được, càng hút uống hột é uống miếng hột é uống cũng được, ta càng ăn gì ta ăn thêm miếng cũng được, thôi kệ, đó là điều cũng tốt. Bà con người ta cũng cảm thấy vui vì nhờ cái lễ viếng Quan Âm Bồ Tát mà người ta cũng được có thêm chút thu hoạch, người ta cảm ơn chùa. Nhưng mà có cái đông quá, cái đoạn đường đông quá đông, nên nó làm thành một cái giống như là một cái hình thành tự nhiên cái một cái lễ viếng rất lớn, nó làm thành một cái lễ hội lớn quý vị. Tự nhiên con người ta chầm sớm ta cũng lỡ ta chơi, nó vui quá. Lúc nào lễ hội thì người ta đứng người ta nhìn, có khi bên nhà những bên đường người ta đứng người ta nhìn người ta coi, dù người ta không lễ lại mà nó bị danh hiệu Quan Âm Bồ Tát cái âm thanh nó vang ở nhà người ta ngay đường quý vị, bữa 18 ngay đường. Thì bữa 19 bữa nay thì chúng ta lại bên Đại Tùng Lâm mà người ta bán đồ rất là đông. Nhưng Đức trong lòng nó hơi kệ đi, bà con chầm sớm ta buôn bán được một chút, ai kiếm được cuộc sống thêm chút mừng giùm cho anh ta. Hành nguyện Quan Âm Bồ Tát á, từ bi lắm. Chúng sanh được lợi ích chút nào thì các ngài mừng chút nấy cho chúng sanh, tốt gì. Nên quý vị biết rằng là những Đức nói mấy anh em trong chùa, những Đức nói rằng là người ta bán đồ gì đó ngay cái lễ hội, thì bây giờ nhà chùa mình á, cái chuyện nấu nướng đồ ăn thức uống thì mình cũng cực lực mình nấu, mà cũng có người ta nấu phụ mình chút. Tự nhiên cái tâm mình nghĩ gì tự nhiên thấy vui lắm quý vị à. Còn nếu không thì nói những người bán đồ này nó làm chặt chội lú bú thì tự nhiên mình thấy bực bội khó chịu. Nên những Đức mong rằng là mỗi một con người chúng ta nghe đạo quý vị, làm sao mà lúc nào tâm trạng mình cũng thấy an lạc vui vẻ, mang tâm tùy hỷ quý vị ơi, mang tâm tùy hỷ đó. Nên á, người ta đi đến chùa tu tập lễ Quan Âm đồ được, mình cảm thấy tùy hỷ mừng cho người ta. Giống như có một cái vị này cũng chia sẻ Phật pháp mà nói rằng bây giờ mỗi năm lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, tại sao mà mình không ở nhà mình lễ cha mẹ mình đi? Như Đức nói sao lễ cha mẹ được mà cha mẹ mình ngồi cho mình lễ nổi không? Không ngồi nổi, sao mà lễ cha mẹ được? Tự nhiên đi lễ cha mẹ từ xưa tới giờ lễ Phật Bồ Tát chứ ít ai nói lễ cha mẹ. Con có hiếu lắm lễ cha mẹ chừng mấy lại thôi. Đó là cái ngày gì mừng thọ gì, chứ nói mỗi ngày mà đi lại cha mẹ thì hiếm quý vị, đúng không? Cái pháp này nó hy hữu quá. Hy hữu quá. Nhiều người nói rằng sao lễ tượng đất, tượng đá, tượng xi măng, sao lễ cha mẹ đi? Thua. Cách nói họ thua. Họ đi đến chùa họ lễ Phật Bồ Tát xong, họ mới phát tự tánh Phật ra, rồi họ mới vì họ hiếu với cha mẹ họ. Những Đức nói rằng chúng ta xây lên một ngôi chùa là gì? Giúp chúng sanh. Cái duyên nơi nào mà ta giúp được chúng sanh, mình mừng giùm cho người ta. Mà trong cái cuộc đời này mình nói câu này thôi, câu thừa thôi, mà cũng nên nói nó thừa thôi. Nếu mà là như vậy thì đâu phải gọi là cõi ta bà. Cõi ta bà là nó đấu đá nha quý vị. Sự đấu đá thấy người ta được mình cũng tức, mình ghét. Đó là tự nhiên à. Tại vì sanh ở cái cõi ta bà là những phàm phu, tâm địa hẹp hòi. Là này là bình thường rồi quý vị. Nhưng mà mình lý luận Phật pháp, mình lý luận mình nói vậy thôi. Chứ thật sự mình phải hiểu nguyên lý này quý vị mới không bị phiền não. Tại vì cái cõi này là cái cõi phải tranh giành hơn thua. Người ta hơn mình không chịu. Người ta thất bại thì mình cười chê, thấy không? Còn đường nào cũng dính. Nên bản thân mọi người phải nỗ lực và cố gắng. Đó là thông minh trí tuệ nhất. Nỗ lực và cố gắng lên. Nên quý vị coi á, dù là lễ hội rất lưu bu, những Đức phải dành thời gian tính làm sao cho những bài giảng một câu hay Phật niệm đến cùng, quý chí một đời vãng sanh cực lạc quá, luôn luôn duy trì. Cái này là cái cực kỳ quan trọng quý vị phải nhớ. Nếu như quý vị làm ăn kinh doanh buôn bán hay bất cứ tu hành gì, hướng dẫn tu phải uy tín. Phải uy tín. Quý vị biết rằng á, từ khi những Đức mà tổ chức cộng tu chủ nhật tới bây giờ là 8-9 năm chờ, chưa bao giờ một tuần chủ nhật nào những Đức vắng mặt. Chưa bao giờ một cái chương trình nào những Đức đưa lên chương trình mà những Đức bỏ cuộc.
Từ khi sau này như thế nào như thế không biết, nhưng mà thời gian rất lâu chúng ta tổ chức chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhớ, chưa bao giờ bỏ cuộc. Đó là cái thành công. Những nhìn ra rằng chữ tín, chữ tín cực kỳ quan trọng, gây dựng chữ tín cực kỳ quan trọng. Nhớ nghe quý vị, quý vị mà không gây dựng chữ tín là thua. Chứ không phải tổ chức cho người ta tu, đưa lên chương trình muốn tổ chức muốn nghỉ nghỉ, không phải đâu. Có nhiều người nói bận này bận kia bận nọ, nhưng Đức lo 3-4 điểm chùa luôn, mà ngày nào cũng giảng, quý vị, thời gian rõ ràng cố định luôn. Tính ra chùa mình, quý vị, một ngày, tại vì trong những buổi giảng đưa lên một ngày mà những Đức coi 8 buổi đưa lên phim mình, 8 buổi đưa lên trong một ngày, chắc chưa từng thấy luôn hả quý vị. Nói Phật tử khắp nơi tha hồ mà coi, thời gian nó không dài như quý vị được coi. Mỗi một chương trình nó có cái là giống như có cái buổi mà những Đức cầm cây gậy á, mà những Đức qua thăm mấy bà cụ đạo tràng ngoài cổng chùa với đạo tràng Bảo Tháp, mà những Đức làm người già cho mấy bà cụ mắc cười, mắc cười muốn chết luôn, coi mắc cười. Thì trong lòng những Đức coi xong, những Đức nói ủa, mình bây giờ mình tu tập mình niệm Phật giết rồi sao mình hài hước dữ vậy chàng. Đúng là danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ, hay thiệt. Nên một cái quạt tặng ta không cười, há miệng cười, mong người ta cũng có nụ cười. Quý vị ơi, một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, quý vị. Thấy không? Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Chúng ta thường cười thì tự nhiên mọi cái buồn khổ nó tự tan biến à. Cái người thường vui vẻ thì quý vị biết rằng cái ngày mai mình nó tươi sáng lắm. Vì hôm nay mình tích tụ nguồn năng lượng, ngày mai mình nó tươi sáng chứ làm sao. Cái người mà thường rầu rĩ buồn phiền, vì có thành công cỡ nào trước mắt, nó cũng là cái thất bại kế bên, thất bại kế bên đó. Nên những Đức nó làm bao nhiêu việc có cực lực cỡ nào, nhưng mà mình thấy chùa của mình, quý vị, chùa của mình mỗi ngày tu 4 thờ và Phật tử nhiệt tình nghe pháp niệm Phật, những Đức thấy mừng vui. Vì sao? Vì mình hướng dẫn người ta tu được, người ta an lạc. Nhiều người mà người ta nói người ta buồn khổ chán hẳn vô cùng, mà người ta nghe những Đức giảng thôi mà ta cởi mở tâm tư. Những điều giảng cực kỳ đơn giản, quý vị à. Như tổ sư nói câu rất đơn giản: bị buồn thì không có vui, mà bị vui thì không có buồn. Vì chọn đi. Nếu như bị gầy dựng cái vui cho nó cao lên thì buồn mất, bị gầy dựng cái buồn cho nó cao lên thì vui mất. Nói con người mình thường vui, quý vị, thì cái tần số mình cao lắm, thì nó không có bao giờ mà cái buồn nó tác động được. Mà con người mình tần số buồn nó cao quá thì tần số thấp của mình, thì cái tác động buồn vô là dính liền, dính liền. Nên mỗi một người mình nghe Phật pháp, mình thông được cái tâm mình trong trạng thái gì mình cũng giữ bình tĩnh được. Ví dụ như bây giờ lễ viếng Quan Âm Bồ Tát đông như gì, mình lợi, mình tự mình giữ chương trình, mình giữ chương trình, bản thân của mình mỗi người nó được rèn luyện trong cái số lượng đông người, tính này tính kia tính nọ đủ việc. Phật tử lâu nghe hiểu được thì tốt, còn Phật tử mà nghe mà chưa hiểu nhiều thì tốt mà tốt ít chút. Phật tử mới đến chùa chưa hiểu nhiều thì có nhiều cái không hiểu nhiều thì không được đặc biệt. Thì mình nhìn mọi căn tính tự nhiên mình học được mặt trái mặt phải. Các vị biết rằng trong cái cuộc đời này học mặt trái hay lắm, tại vì cái mặt trái nó nhiều, nhìn từ mặt trái để xem mình mặt trái cũng nhiều, nên điều chỉnh nhờ cái mặt trái nó điều chỉnh mình, nên nó sửa được cái sai. Đừng bao giờ nói là đi đến chùa chỗ đông người nó ồn náo quá, ở nhà niệm Phật, ở nhà niệm Phật thôi thì chưa cảm giác được cái điều mà được khảo đảo thử thách gì hết. Còn đi đến chỗ đông người mình sẽ biết được mình tu làm sao, mình tu làm sao, lúc đó mình sẽ biết. Như những Đức nuôi bao nhiêu con người thì vì biết không đơn giản. Nhà vì chỉ có 1-2 người thì vì thấy làm sao, không chỉ nuôi bao nhiêu con người này không đơn giản. Mà những Đức mỗi ngày còn vui vẻ an lạc, đây là một pháp giới thiệu cho vị nghe, là nhờ từ đâu? Niệm Phật. Vì những Đức muốn gì cực lạc, tính nguyện niệm Phật, muốn gì cực lạc, thật sự những Đức muốn gì cực lạc.
nên thường ngày càng phải vui vẻ an lạc, tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Nhớ tin sâu nhân quả. Đã là tin sâu nhân quả thì tất cả những việc thuận nghịch trong cuộc đời do mình gieo như thế nào, quả gì, trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà. Như những đứa nói là nuôi gà, nuôi vịt ăn vịt á. Thấy không? Thì mình trồng gì ra cái nấy, bây giờ mình gieo nhân sau ra cái nấy thôi. Nên đừng trách hờn ai, cố gắng niệm Phật nha quý vị. Chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.